Hello mọi người, để không có gọi là phân biệt đối xử nam trọng nữ khinh ha, tại vì mình hồi nãy mình mới up lên cái video clip về tử vi tuổi Mậu Ngọ cho năm Mậu Tuất năm 2018, thì dành cho nam thì có nhiều người nói là tại sao lại không có làm cho nữ, thì bây giờ mình thôi mình làm luôn, mình xét cho nữ luôn. Mà nhưng mà nữ thì mình làm kỹ hơn, mình làm là tử vi của nữ sinh năm 1978 và sau vận hạn 6 tháng đầu năm của cái những người này luôn, chứ không có phải như ở kia mình chỉ nói về tử vi không, hoặc là nói sơ sơ về về vận hạn thôi của cả năm, mà nói từng mùa chứ không có nói theo tháng. Còn này mình nói rõ từng tháng luôn, coi như là thôi kệ, ưu tiên cho nữ đi ha, tại vì nữ tuổi này là một trong những cái tuổi rất là đa đoan, và gần như là mình nói vui chứ 10 chị nữ tuổi này thì 8 chị đã ly dị. À, tuổi này rồi mình hay nói vui là các bạn mà quen biết mình nhiều rồi sẽ hay biết mình nói là nam giáp dần là lận đận tình duyên, nữ mậu ngọ trung duyên vợ chồng. À, cặp bồ cặp bịch thì thương yêu lắm, ở vợ chồng là sẽ có chuyện, cho nên là mình sẽ ưu tiên hơn. Và cũng như là các anh nam của tuổi này thì nữ tuổi này khá rộng rãi, phóng khoáng, thích tự do, thích câu nệ tiểu tiết, đúng không? Rất là được đẹp mã, rất là được nhiều người gọi là chú ý, dễ là người thu hút ánh nhìn của người khác dù đã là ở tuổi 40 rồi. À đó, nếu mà có ly dị thì cũng dễ dàng kiếm được tuổi khác thôi, nhưng mà nhớ nha, đừng có kiếm cái anh sinh năm 1975 nha. Rồi ăn đó là cực kỳ khó chịu với lại tuổi của mình, cho nên là đừng có đụng vô anh đó thôi, còn tất cả các tuổi khác thì cũng có thể được rồi. Năm nay thì người nữ tuổi này thì là như thế này, có sao là sao thổ tú, sau này thì nó cũng không có thuộc dạng tốt lành lắm, sau này thì người ta nó rối ren trở ngại trong công việc. Năm nay gặp sao thổ tú chiếu mạng thì người ta gọi là dễ xảy ra chuyện tranh chấp, đôi chối, rắc rối về miệng mồm, mình lời ăn tiếng nói, và một số liên quan đến cái việc mà đi làm giấy tờ nhà đất này kia, giấy tờ này kia thì nó sẽ gặp khó khăn. Liên hệ tình cảm thì cũng dễ bất hòa, rối ren mà, nên cẩn thận lời nói và cách cư xử. Sao thổ tú thuộc hành thổ, đối với người mệnh mạng hỏa là sinh xuất, thổ tú là sinh xuất mà, còn mạng thổ mạng hỏa sinh xuất là nên dễ bị rắc rối, cái sự rắc rối nó càng thêm tăng thêm. Nếu mà người mà bệnh khác mà gặp sao thổ tú thì đỡ, nhưng người mạng hỏa gặp sao thổ tú cái sự rắc rối, sự rối ren sẽ còn nhiều hơn nữa. Rồi, năm nay hạn là huỳnh tiền, hạn mà huỳnh tiền đó thì người ta họ thường là phòng bệnh nặng, và bệnh đó thường là nằm dưới thắt lưng trở xuống ha, còn chỗ nào thì mình không có tiện nói. À, cho nên là để ý cẩn thận chuyện viêm nhiễm rồi này kia ha. Đó rồi, về gọi là tứ trụ thì như đã nói thì năm nay là năm tam tai, mình là con năm tam tai năm cuối, cho nên là công việc làm ăn thì gia đạo tuy không có biến động lớn như là cái năm này, như cái năm năm Dậu mình đang phải chịu, nhưng mà lại cũng không có phải là suôn sẻ hoàn toàn, xảy ra bất ổn gây hao tổn phiền nhiễu trong, trong tâm trí của mình. Vốn dĩ của những người này nếu mà còn gia đình thì đa đoan lo lắng tùm lum chuyện, không nên là do là gia năm tam tai, cho nên là không nên toan tính cái chuyện gì, dù là còn năm tam tai, dù là gặp năm đỡ hơn là năm tam tai năm nặng, nhưng mà nó vẫn là tam tai, thì nên cẩn thận hơn trong cái việc mà toan tính mưu toan cái chuyện lớn, thì từ từ ra khỏi năm tam tai hãy mưu toan chuyện lớn, còn còn trong năm tam tai thì đừng nên, tại vì nó dễ xảy ra cái chuyện gọi là thăng trầm lắm, cho nên là nhớ cẩn thận nha nữ. Mọi việc có thể chỉ có thể thành công bằng tất cả sự cố gắng của bản thân mà cũng chưa hẳn thưởng trọn vẹn thành quả, từ là năm nay năm tới nữa là có thành công nhưng mà cũng rất là khó khăn, chứ không phải nó không phải là năm thất bại, nhưng mà cũng không phải là dễ dàng để có được thành công ha, nhưng mà kệ, có thành công là được rồi. Vận niên xà âm tỉnh, tức là rắn bị nhốt, chỉ nên gọi là mấy cái
người mà nữ mà về rước vô sàm tỉnh này gọi là nên an phận thủ thường, chịu nhẫn nhịn khi gặp nhiều điều trái ý nghịch lòng thì ít bị thiệt thòi hơn là vùng vẫy mà để chống trả. À, năm nay đó đó là một là cái vận niên sàm tỉnh nó đem lại. À, thiên can á, thì là chữ Mậu, gặp năm Mậu là tốt. À, mà chữ Mậu này thì là thuộc hành hỏa. À, gặp Mậu hành hỏa nữa, mình là người mệnh hành hỏa nữa, thì cho nên là mình rất là ok ha, mình bản thân hành hỏa nữa cho nên là rất là ổn. À, mình sẽ càng chói sáng hơn nữa, nhiều lửa mà nhiều lửa là mình sẽ bị thu hút được hơn, dễ có được mối tình khác nếu như những cái chị nào mà đã ly dị ly thân ha. Phối hợp các yếu tố đứng về mặt ngũ hành để định giải thì năm nay tuy sao vận kém khuyết, nó là do là cái sao thổ tú kém khuyết, nhưng mà các bạn nữ tuổi này gặp vận niên năm hỏa ha, mạc hỏa gặp năm mộc, vẫn có cơ may rồi có quý nhân để có tiền, hỏa mộc có sinh hỏa mà, cho nên là ok. Có quý nhân giúp đỡ để vượt qua khó khăn, sự nghiệp sẽ tương đối phát triển hơn năm này. Nhưng đây là năm tam tai, có thể xảy ra nhiều chuyện bất ngờ khó lường được hậu quả. Hơn nữa vận niên là xà âm tỉnh, công việc làm ăn thì dễ bị gián đoạn và bệnh hoạn hay môi trường làm việc gò bó khó chịu. Cho nên là phải cẩn thận hơn. Hơn nữa mà năm nay là như đã nói là rối ren thì gia đình tình cảm cũng có phần bất an, ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần. Chỉ nên gọi là năm nay là cái năm là mình vẫn còn ở trong tầm tay, cho nên là gọi là an phận thủ thường, làm các việc vừa trong tầm tay thì cuộc sống thì nó mới bớt phần rối ren hơn thôi. Có để nói năm nay với cái thiên can như thế này thì rõ ràng là cũng không quá xấu với mình. Địa chi thì năm nay là ngọ nhập tuất, dần ngọ tuất tam hợp, mà có tam hợp thì nó sẽ hóa tam tai. Cho nên là mà nói là năm nay rõ ràng cũng như các anh nam thì mình cũng có cái xấu cái tốt, nhưng mà tuy nhiên là do mình dướng sao thổ tú cho nên là sẽ gặp rối ren trong công việc. Nhưng mà may cho mình là mình có được Mậu với Mậu đồng hàng nó cũng được ok đi. Ngọ với tức có tam hợp thì nó hóa được cái tam tai, thì nó cho những cái sự rắc rối, sự ngáy nó sẽ nhẹ hơn cái năm năm 2017 nhiều. Đó, nó sẽ có nhiều cái hướng phát triển hơn, thành công hơn trong cuộc sống. Thí dụ như mà nói vậy thì tử vi tiểu vận đi vào thắng địa. Đối với lại nữ tuổi này là đi vào thắng địa, có lợi cho danh lộc lẫn phúc thọ, đồng thời có khả năng ngăn chặn hóa giải các sự chẳng lành do sao hạn xấu gây ra. Đại hạn mà của người nữ từ năm 36 năm 45 tuổi thì nó vẫn còn ở trong cái đó, cái đại hạn của người nữ tuổi này từ 36 tới 45 tuổi thì nó vẫn còn, cho nên là sự nghiệp đó, thăng tiến cũng không có thật sự là ổn định lắm. Nó cũng sẽ có nhiều cái không may. Tiểu hạn năm nay đi vào thắng địa, mưu sự thường gặp tiền hung nhưng hậu sẽ kiếp. Tức là tiền mới đầu mưu sự nào thì gặp vô thì đầu tiên nó sẽ khó khăn, nhưng mà càng về sau nó càng thành công. Được hưởng lợi tốt của đại hạn nên chướng ngại càng dễ vượt qua. Rồi ok. Rồi coi thử ha, cung hạn thì có pháp quân đắc địa tọa chủ, đây là một bắt đầu tinh quân gây nhiễu loạn cho cuộc sống, nhờ có tuần án nữ sự việc xấu thành tốt, khó khăn thành thuận lợi, tuy nhiên công việc cũng như sức khỏe khó tránh khỏi bất an. Đó là do là mình có phá quân nằm trong sao chiếu hôm nay. Hội chiếu thì có tướng ấn bình, có lợi cho công danh tài lộc, quý cô thì được cũng tin cậy. Năm nay sẽ có thăng tiến về, nếu mà quan chức, nếu mà các bạn nữ mà đi làm thì sẽ có thăng tiến về quan chức. Hạn có phúc nhiều phúc tinh, cùng hội
Cho nên là người của tuổi này á, sẽ được nhiều người quý mến giúp đỡ cho trong công việc quan bận. Đừng nên dây dưa các việc ngoài đạo lý ha, pháp luật vì cần phước đức sẽ giảm hung hiểm càng tăng. À rồi ok, vậy là thì nói chung như vậy thì về mặt tài chánh thì có hóa lộc lộc tồn nhập hạn, vẫn có những cơ hội tạo ra bạc tiền, nhưng cũng có đại tiểu hao, hội chiếu sẽ bị tiêu hao thất thoát, tức là năm sau là ra tiền nhưng mà cũng có tiêu hao thất thoát, nếu không khéo giữ gìn sẽ gặp khó khăn về cuối năm. Hơn lúc nào hết đây là thời gian nhiều sóng gió, từ gia đình tình cảm cho đến sự nghiệp, cần bình tĩnh và chịu đựng mới có thể vượt qua được khó khăn. Năm 2018 là một năm xét chung là khó khăn và vẫn còn là yếu kém với người nữ tuổi Mậu Ngọ, nhưng rõ ràng nó sẽ hơn hẳn cái năm 2007, 2017 này. À rồi đó là về mặt tiền bạc, về mặt danh lợi tiền bạc. Tình cảm thì năm nay thổ túi chiếu mệnh có ngũ quỷ gia đình, tình cảm có nhiều bất an ha. Người nữ tuổi này thì hiền lành nhưng mà lại nóng nảy, thường có thái độ bà chủ kể cả với chồng, từ đó nảy sinh bất hòa vợ chồng, cho nên là năm năm nay vẫn còn năm tam tai, và năm nay có sao thổ túi có nhiều rối rắm, cho nên là năm nay nên tìm cách nhịn chồng một tí xíu ha. Với mà cái cung tang tuế tình cảm trong gia đình có nhiều sự bất hòa, nhất là với chồng con hay bản thân bị bệnh nặng, gia đạo bất an. Cho nên là mà nói chung là về mặt tình cảm á, thì là năm nay dễ bị kẻ xấu lợi dụng, bạn xấu lợi dụng gây tổn hao nguy hại hơn nữa. Nghe lời bạn bè rủ hùng hạp vui chơi đỏ đen thì năm nay hoàn toàn thất bại ha. Rồi đó là năm nay á, thì là do là vẫn còn trong tam tai và có sao thổ túi gặp rắc rối, cho nên là hạn chế đi xa. Rồi sức khỏe thì năm nay không có tương đối, năm Mậu Tuất thì không có nhiều cái chuyển biến tốt, có thể là xấu đi, nhất là cái vùng dưới thắt lưng ha, để kỹ. Đó là tử vi của người nữ Mậu Ngọ sinh năm 1978 đối với cái năm Mậu Tuất, sinh Mậu Tuất 2018. Cơ bản nó là như vậy. Thì rõ ràng là nếu như mà nói xét kỹ những cái gì ở trên thì rõ ràng là năm nay gọi là 64 ha, mình có tốt 40 mà cái xấu tới 60, nhưng mà xấu đó không nặng không nề, không nặng nề như năm nay, dù là mình có thái âm chiếu mệnh ha. Cho nên là thôi, có gì đi nữa thì cũng phải gọi là dĩ hòa vi quý với gia đình chồng con, và ra đường làm ăn cẩn thận. Dù gì đi nữa thì mình vẫn còn là năm tam tai, dù rằng mình có tam hợp hóa tam tai thì nó mình cũng đề phòng cái bất trắc, có chỗ tốt chỗ xấu. Thì đó là những cái gì mà tổng giao của cái tử vi cả năm. Thì bây giờ thì mình xét thử có từng tháng thì nó như thế nào. 6 tháng đầu năm ha, 6 tháng đầu năm thì tháng đầu tiên tháng giêng, tức là tháng giêng thì tháng giêng năm nay là tháng giáp dần, giáp dần thì tháng này là tháng thủy. Mà mệnh của mình là mệnh hỏa gặp tháng thủy, tức là thủy nó khắc hỏa là một chuyện nha, lấy mà từ đó thiên can á, giáp nó khắc với mậu. Rồi chủ sự rắc rối ra tiền, là năm nay đầu đầu năm là thấy có chuyện rồi ha. Địa chi thì có tam hợp hóa tam tai, tháng này là tháng dần, dần ngọ tuất, tháng này có tam hợp, thì về mặt cái là mình về mặt tình cảm phương diện thì mình vui vẻ, nhưng mà mình ha, thủy nó khắc hỏa, bản bản thân mình là thổ túi nạn thì mình tiền có bệnh nặng, cho nên là khắc tháng tương khắc với mệnh của mình thì phải để ý ha, coi chừng là mới đầu năm vô mà quốc cái ho hay ho hen rồi ha. Giáp ở khắc mậu á, thì không quan trọng, thì tháng này là gọi là tháng ăn chơi, không có làm mẹ gì hết, cho nên là cũng không có sợ khắc khắc về công việc đâu. Cho nên là cơ bản là tháng này nếu như mà chị em nào nó có đỏ đen thì chuẩn bị tiền nhiều nhiều á, tại vì nó sẽ đi ra hết á, tại vì mình thấy là cái gì nó cũng khắc ha, chỉ có cái tam hợp thôi.
Rồi tháng thứ hai là tháng tháng hai, tháng hai âm lịch là tháng Ất Mão, tháng này là tháng thủy luôn. À tháng Ất Mão thì là mệnh là họ thủy nó khắc hỏa, thủy nó thủy âm nó khắc hỏa rồi, ok là một cái ha. Thiên can Ất với Mậu thì tự chủ hòa bình không có gì hết, cho nên là công việc tháng này là mới khởi đầu, cho nên là mọi chuyện nó vẫn còn ổn thỏa, không sao hết. Có thủy nó khắc hỏa thì bản mệnh của mình nó hơi yếu sụp sập rồi này kia, nó cảm sò hoặc là nó không có vui vẻ trong người, nó cảm thấy lúc nào cũng nóng bức khó chịu. Thiên địa chi thì là không tốt lắm. À, địa chi là tý ngọ mèo dậu, ngọ với mèo là lục xung. À, gọi là tháng này tháng 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 xung với là mệnh của mình, cho nên là tháng này sẽ gặp nhiều rắc rối đây, có gây gỗ có với cho con, cái công việc nó làm nó cũng không ổn định lắm ha. Tháng này là tháng không tốt nè, mới đầu năm vô quốc 2 tháng không thấy tháng nào ngon hết ha. Tháng 2 là tháng mới đầu khởi động các cái công việc toan tính thì, cho nên là khoan hãy gọi là mình đề ba thì mình cứ từ từ, năm này là mình rớt xuống rất sâu rồi, năm sau mình đề ba thì mình phải từ từ ha. Rồi đến tháng 3, tháng này là tháng Bính Thìn, tháng Thổ. À tháng Bính Thìn tháng Thổ thì mệnh đó, mình mệnh hỏa gặp tháng Thổ là mệnh sinh xuất. À tháng này mà gặp mệnh sinh xuất nó tức là mạng mình bị ảnh hưởng, dễ bị bệnh hoạn, dễ bị yếu đi đó, cho nên là cẩn thận ha, mệnh sinh xuất. Rồi á thiên can á, Bính gặp Mậu thì không xung không khắc gì hết, ok ổn. Được đúng không? Địa chi thì Mậu với Thìn, ngọ với Thìn thì ok, ngọ với Thìn thì không có gì xảy ra hết, ngọ với Thìn thì tự chủ hòa bình cũng không có gì. Được gọi là tháng này chỉ có cái nhận sinh xuất là cái bổn mạng của mình nó không có ok thôi, có thể là sức khỏe nó không có tốt ấy, do những cái tháng kia, nhưng mà cũng không đến nỗi nào. Còn lại là công việc này, rồi thiên can công việc địa chi mọi thứ là đều tốt ổn. Mình sao thổ tú gặp tháng này tháng thổ thì nó cũng không đến nỗi nào, nó sinh xuất ra thì nó bệnh hoặc là nó chú ý về phần sức khỏe thôi. Nói chung là với cái bản bản tính của người tuổi 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 ngọ là sinh lực tốt, tính lực tốt thì cái mà sinh xuất này không vấn đề. Mình gặp chữ mậu gặp năm hỏa, chữ mậu đã hỏa ha, mình toàn năm là hỏa, mộc sinh hỏa nữa, là mình rất là nhiều hỏa, cho nên mình sinh xuất thở ra thổ thì đối với tháng này theo mình là tốt chứ không xấu. Rồi tới tháng thứ tư là tháng đinh tỵ, tháng này cũng là tháng thổ luôn. À tháng thổ này thì cũng như tháng tháng thổ kia thì mình cũng là sinh xuất về mệnh, nhưng mà như đã nói là mình năm nay là dư lửa, sinh xuất một chút cũng sẽ không có vấn đề gì. À rồi là rồi thiên can là đinh với mậu cũng không xung không hợp, tỵ với ngọ cũng vậy cũng không xung không hợp, vậy là rõ ràng là tháng 3 tháng 4 là hai cái tháng ok với mình, khá êm ả ha, chỉ có là mệnh sinh xuất thôi. Rồi thì tiếp đến đó là tháng 5. À tháng 5 này thì là tháng mậu ngọ ha, năm nay năm tuất có tháng mậu ngọ ha, có tháng giáp dần mà tháng mậu ngọ luôn, thì coi như là người ta hay nói rằng là năm sinh tháng đẻ ha, năm sinh tháng tuổi chứ không phải là tháng đẻ. Chính xác là như vậy, thì tháng tuổi này là chữ mậu ngọ, mình cũng mậu ngọ, mọi thứ là đều đồng hàng hết. À đây là gọi là như vậy á, cho nên là các sao tốt của năm và sao xấu, sao tốt của tu năm gặp cái tháng này nó vậy là dễ bị che khuất, người ta gọi là gì không, nó dễ bị che khuất bởi cái tam tai. Thì tam tai mà rơi vô năm sinh tháng đẻ thì mọi người cũng biết rồi, năm tuổi là thấy nó không vui rồi, chơi vô sinh sinh tháng tuổi luôn, cho nên là cẩn trọng mọi việc, nhất là bổn mạng của mình. Những người nữ sao thổ tú thì không có tốt như người nam, người nam thì người ấy mình không có phân tích, nhưng mà người nói này là người nữ thì sẽ không có tốt, cho nên là tháng năm đặc biệt chú ý về sức khỏe và những cái việc qua vợ rồi này kia trong cuộc sống, là tháng này gọi là tháng tu đi chứ không tu thì sẽ có chuyện. Đó là những cái gì mà mình cẩn thận. Rồi tiếp đến là tháng 6, tháng kỷ mùi, tháng hỏa.
ăn mệnh thì cùng hàng hỏa ok, kỷ với mậu thì không xung không hợp, nhưng mà địa chi thì rất là tốt, tại vì địa chi ngọ với mùi là thuộc nhóm lục hợp ha, mà tháng lục hợp thì công việc sẽ thành công, tiền tài sẽ phát triển. Có thể nói là từ tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 thì tháng 6 là tháng tốt nhất cho với các chị mậu ngọ cũng như mậu ngọ nam, thì nãy mình không phân tích thôi chứ mậu mậu ngọ nam thì họ cũng mới xài được cái vận hạn 6 tháng này thôi. Thì rõ ràng như đây đã nói thì 6 tháng này thì tháng 6 là thuộc lập hợp, mậu mệnh thì không đồng hành, thiên can thì ấy, thì rõ ràng đấy là gọi là thời điểm của mình trong năm này để gọi là có những cái biến cố mà mình sẽ gọi là thu tiền được, rất là lợi ha. Như vậy thì nói thì với cái vận niên của năm Mậu Tuất đối với người nữ Mậu Ngọ có sao Thổ Tú thì sẽ có nhiều sự rắc rối, nhưng chúng ta chỉ có đầu năm vô là những tháng ăn chơi thì có chút sinh xuất, có chút tương khắc thì là cũng không vấn đề gì, nhưng mà bắt đầu từ tháng 3, tháng 4, tháng 5 và tới tháng 6 thì 4 tháng đó thì chúng ta có được những cái chuyển biến rất tốt, tích cực, và nhất là vào tháng 6 là chúng ta sẽ có nhiều cái lợi nhuận và những cái thu vô. Thì với hy vọng là những cái vận tử vi đã tìm hiểu và những cái vận hạn 6 tháng đầu năm như thế thì mọi người cũng mong ngọ hãy tự tin cố gắng mà bước tiếp đến những cái sự thành công nhất định ở phía trước. Rất là vui khi mà gọi là mình là cùng màu ngõ với nhau mà thấy là có nhiều cái sự thành công đang chờ các bạn nữa ở phía trước. Hy vọng điều đó sẽ làm các bạn là động lực để cho các bạn cố gắng hơn ở trong cuộc sống. Nếu như các bạn thấy hay thì bấm like và chia sẻ video cho nhiều người cùng biết, giúp nhiều người màu ngõ có thêm tự tin trong cuộc sống của chúng ta. Và nếu như mà ai chưa đăng ký kênh thì mọi người cứ đăng ký kênh. Mình sẽ chia sẻ 60 cái tuổi về tử vi, 60 cái tuổi về năm Mậu Tuất 2018 và vận hạn 6 tháng cuối năm, 6 tháng đầu năm cho mọi người có những cái gọi là cương nhu trong làm ăn và biết được là mình nên cương trong tháng nào, nhu trong tháng nào để mà có cuộc sống ngày càng tốt hơn, có nhà lầu xe hơi như mọi người phải không? Chứ mậu ngọ khổ quanh năm rồi, khổ từ nhỏ tới lớn rồi. Gần như mậu ngọ là tới tuổi này thì gần như là các bạn đều đọc tử vi, các bạn đều hiểu tụi mình là vận niên là tiền và trung trung vận là rất là khổ cực, nhưng mà hậu vận chúng ta sẽ rất là tốt, và hy vọng rằng đây là cái năm Mậu Tuất làm tiền đề để các bạn bước lên, bước bước tiếp và hướng tới những sự thành công. Rồi bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người ở video sau.